Tôi là ai? Người ta ví tôi là thiên nga, thực tế tôi là cá mập. Tôi đã viết hàng trăm vở bi kịch và thơ tình. Tôi làm giàu nhờ cho vay nặng lãi và buôn bán bất động sản. Tôi nổi tiếng keo kiệt và khó tính. Mọi người có thể ghét tôi dù tác phẩm của tôi luôn được vinh danh qua hàng thế kỷ. William Shakespeare, thiên nga vùng Avon.